Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn những thông tin rất mới, rất nóng về tình hình dịch bệnh COVID-19 mà chúng tôi vừa cập nhật được. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được một thông tin rất nóng, đó là Việt Nam phát hiện ca bệnh COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron mới đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó thì trưa ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế chính thức thông tin về ca bệnh COVID-19 biến chủng Omicron mới đầu tiên tại Việt Nam là người nhập cảnh từ Anh. Kính thưa quý vị và các bạn, ca bệnh COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam là người nhập cảnh từ Anh. Theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết cụ thể như sau: ngày 19 tháng 12 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một hành khách từ chuyến bay Anh Quốc về tới Việt Nam. Từ khi về sân bay Nội Bài tối ngày 19 tháng 12, hành khách có kết quả test nhanh với SARS-CoV-2. Đây là ca bệnh COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam là người nhập cảnh từ Anh. Sau đó, hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho bệnh viện nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và khu cách ly tại phòng riêng, khu cách ly nhà lưu trú. Đây là trường hợp nhiễm biến thể Omicron mới đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam là người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 nói chung và khả năng nhiễm biến chủng Omicron mới nói riêng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ biện pháp phòng chống dịch và theo quy định 5K và tiêm chủng đầy đủ. Liên quan biến chủng Omicron mới, thời gian qua Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo về việc hướng dẫn giám sát về phòng chống dịch bệnh COVID-19 biến chủng Omicron. Trong văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các viện vệ sinh dịch tễ, viện về việc hướng dẫn giám sát phòng chống dịch bệnh COVID-19 biến chủng Omicron mới nhất, Bộ Y tế cho biết từ tháng 10 năm 2020 đến nay, thế giới đã liên tục ghi nhận những biến thể Omicron mới để chủ động giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc biến chủng Omicron và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời. Bộ Y tế, cơ quan trực ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và rà soát các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 năm 2021 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp PCR hoặc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, viện đánh giá dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm để gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tình hình dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam đang diễn biến hết sức là phức tạp. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 27 tháng 12, thành phố hiện có hơn 20.000 F0 đang điều trị, trong đó có hơn 13.000 F0 đang điều trị và cách ly tại nhà, chiếm gần 70% số còn lại là điều trị tại bệnh viện, các cơ sở thu dung điều trị tại các thành phố, các quận, huyện. Cụ thể, trong hơn 20.000 F0 đang điều trị có 101 người đang điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2, 195 người đang điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 2.420 người đang điều trị tại các bệnh viện trực thuộc ngành y tế thủ đô, 2.369 người đang điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của thành phố, 5.092 người đang điều trị tại các cơ sở thu dung quận, huyện và hơn 13.000 người đang điều trị và cách ly tại nhà. Ngoài ra, hiện đã có 229 bệnh nhân được chuyển từ tầng điều trị. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, thủ đô Hà Nội đã ghi nhận 120 người đã tử vong do dịch bệnh COVID-19. Theo Sở Y tế thủ đô Hà Nội cho biết, số ca COVID-19 trên địa bàn thành phố đang tiếp tục tăng nhanh trong 3 ngày liên tiếp. Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12, thành phố liên tiếp ghi nhận 1.800 ca trên ngày. Riêng ngày 27 tháng 12, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đã tăng lên 1.948 ca trên ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ cao biến chủng Omicron mới xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi ra khỏi nhà hãy đeo khẩu trang và thực hiện 5K, khai báo y tế đầy đủ. Khi có thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Còn bây giờ, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.